Mẹ tôi từng làm người cá, chính vì thế mà tôi cũng muốn làm người cá. Tôi là James, hoàng tử của Wikiwachi. Tôi làm người cá đã 15 năm nay. Đây là một số trong số những người cá Wikiwachi nổi tiếng. Họ là biểu tượng của bang Florida gần 7 thập kỷ qua. Suối Wikiwachi đã có ở đây từ năm 1947, và chúng tôi là một trong những điểm du lịch ven đường lâu đời nhất và độc đáo nhất của Florida. Không có Disney hay Universal hay SeaWorld trong những năm 1950 và 60, vì vậy Wikiwachi là nơi mà người ta tới để vui chơi, xem những cô gái trẻ biểu diễn ballet đồng bộ dưới nước, chơi với những con cá, và cho xem họ ăn và uống như thế nào khi ở dưới nước. Hí trường dưới nước này 70 năm trước chỉ chứa được 9 người, bây giờ có thể chứa đến 500 người. Những người cá đang chuẩn bị cho tiết mục của ngày hôm nay. Sau khi trang điểm xong, họ sẽ bơi qua một đường ống đặc biệt để đi vào suối. Những người cá đeo đèn pha bơi trong đường ống tối tăm, nó chứa đầy những ống khí cho họ thở và họ cũng bơi với những ống thở rất mỏng khi họ trình diễn. Khi bức màn được kéo lên, một mỹ nhân ngư bơi qua suối, vẫy tay chào khán giả và câu chuyện mở ra. Phải mất một năm để huấn luyện một người cá chuyên nghiệp. Điều đầu tiên họ phải chinh phục là cái lạnh. Nhiệt độ nước ổn định ở mức 23 độ C và những người cá phải biểu diễn ngược chiều dòng nước ổn định. Và thỉnh thoảng rùa và cá cắn nhẹ ngón tay của họ. Rõ ràng đây không phải là công việc dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi gần đây đã có một buổi thử diễn mà trong đó 50 người phụ nữ trình diễn. Lúc đó chúng tôi muốn tuyển có thể là 6 người. Và cuối buổi thử diễn, chúng tôi thấy 2 người có thể làm được. Từ 50 người mà chỉ tuyển được 2 người thôi. Nhưng đến cuối tuần, cả 2 đều bỏ việc. Vì nó khó như vậy đấy. Khán giả hoàn toàn bị chinh phục với màn trình diễn. Fiona đã xem trên một trong những chương trình truyền hình trẻ em và nói thực sự muốn đến xem tận mắt. Vì thế chúng tôi rất hào hứng tới được đây để xem. Ước gì cháu cũng được như Ariel. Người cá Emily muốn trở thành người cá từ khi lên năm. Bây giờ giấc mơ đã trở thành hiện thực. Đi học đại học và làm việc ở đây, việc này luôn giống như một giấc mơ với tôi. Người cá yêu thích của tôi khi còn nhỏ là người cá Sativa, và bây giờ thật tuyệt vời là tôi lại được làm việc với cô ấy, giống như được làm việc với siêu anh hùng yêu thích của bạn vậy.